Bé lớn nhà tôi thì hiện tại đã học được khoảng 1 năm rưỡi, và bé thứ hai thì dù vì bé năm nay mới có 4 tuổi rưỡi nên là đã theo học được mới theo học được vài tháng ở cái lớp tiếng Anh dành cho cái tuổi ở cái lứa tuổi mầm non của Ayla. Cái điều ấn tượng nhất là khi mà bé mà sau một quá trình học tiếng Anh thì khi mà ví dụ đi ra ngoài chẳng hạn thì là bé có thể tự tin có thể nói bằng tiếng Anh, thế là bé đi ngoài. Và thứ hai là bé có thể tự tin, ví dụ trong một số trường hợp là có thể tự tin nói luôn bằng tiếng Anh mà không phải là nói bằng tiếng Việt tiếng mẹ, mà hoặc là bé có thể nói những câu tiếng Anh rất là tự nhiên, hoặc là thoải mái mà không quá là khó ép, hoặc là có thể nhiều khi là nhắc nhở mẹ những câu rất là đơn giản, là ví dụ mẹ chợt tự đi, hoặc là cũng có thể nói bằng tiếng Anh rất là thoải mái, ví dụ như là mommy wait for me. Đó, ví dụ có rất đơn giản thôi, khi mà mẹ đi quá nhanh thì có thể nói vui vẻ là mommy wait for me, hay là trước kia thì là hoàn toàn không được. Và ví dụ thực sự bé thứ hai bây giờ cũng đã có những cái rất là vui vẻ, chia sẻ vui vẻ như vậy. Thì phụ huynh có chị cũng có nói với tôi là cái thời gian đầu mà đi học ấy, học ở Ayla, vì chị con chị là theo Ayla từ ngày đầu thành lập, thì chị bảo ngày xưa là một khóa của chị là tương đương một cây vàng đấy, một cây vàng, mà bây giờ các khóa của em là chưa được một cây vàng là vậy, vậy hồi thế hệ của chị rất là nhiều rồi. Thế là nhưng mà đúng là với phụ huynh như chúng tôi thì quan trọng hơn là cái kết quả con mình đạt được như thế nào. Bố mẹ luôn luôn cố gắng, ba mẹ luôn luôn cố gắng hết sức có thể ở trong cái khả năng của mình để có thể có được cái kết quả tốt nhất cho con. Ví dụ như là tôi nghĩ là con cái mình thành công thì đấy là cái của để dành lớn nhất, và mình sẽ cố gắng đầu tư hết mức có thể cho con trong khả năng của mình. Mặc dù là làm cái kinh doanh, làm việc ở trong một cái lĩnh vực là với cái đối tác nước ngoài, nhưng mà bản thân tôi thì công ty của tôi là thuộc bộ quốc phòng, với gia đình có truyền thống mà làm trong quân đội là tôi cũng khá là quan tâm đến cái chuyện mà làm thế nào để giữ được cái bản sắc và cái rèn cho con mình cái truyền thống yêu nước, cũng như là cái trách nhiệm, cũng như là với những cái gì đó với tổ quốc, với đất nước. Thì thực ra để mà nói là con nó giỏi quá tiếng Anh hay là cái gì đó mà sau này nó sẽ xa rời truyền thống hay xa rời bản xứ thì tôi nghĩ là cũng không hẳn là thế, mà tôi nghĩ là đấy là cái trách nhiệm của gia đình, cũng có thể là luôn luôn gắn bó với con, rồi là bên con cũng như tất cả phụ huynh ở đây chia sẻ là chúng tôi luôn cố gắng bám sát con từ những cái lúc nhỏ đến những cái lúc trưởng thành, đến nhân cách hay là tất cả mọi gì đấy khác, thì là từ đó thì mình cũng cố gắng là dạy dỗ con với những cái tránh xa con với lại những cái gì đó, hoặc là cố gắng gìn giữ con những cái truyền thống của dân tộc. Thì tôi nghĩ là cái đấy là một cái nữa, là cái ngoài trách nhiệm của gia đình, của nhà trường, cũng như là của những cái trung tâm Anh ngữ hay là những cái hoạt động của con, mà đấy còn phải là trách nhiệm của gia đình nữa. Thì bản thân như gia đình tôi thì vẫn luôn gìn giữ cho con, hoặc là rèn cho con những cái về truyền thống, những về nét văn hóa, những về dân tộc, cũng như là những cái kỹ năng sống. Thì tôi nghĩ là nếu qua những cái đấy thì bé dần dần là, hoặc là với sự giúp đỡ của gia đình, và thì cũng cái chuyện đấy nó không quá là xa vời hay cái gì cả. Hoặc là trong gia đình thì mặc dù là bé thích học nói tiếng Anh, bé thứ hai rất là thích nói tiếng Anh, nhưng mà cũng luôn cố gắng cho con là phải hiểu đấy là ngôn ngữ thứ hai hoặc là cái gì đấy để có thể có nói. Thì tôi nghĩ là vấn đề nó không quan trọng, mà gia đình cố gắng luôn bám sát con để có thể rèn giũa con cùng với con luôn được, chứ không nên để dụ chỉ độc cái trách nhiệm đấy là của nhà trường hay là của trung tâm Anh ngữ. Tôi nghĩ là nên là như vậy.